Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Xuống xe đi em. Xuống xe đi em. À, mà chạy à? Mà chạy với anh à? Thanh niên này. Mày chạy với anh hả em ơi? Lái xe kiểu gì mà không nhận là ngáo vãi trưởng các bạn ơi. Let's go nào, xe vẫn chạy ngon mà nha em. Tay anh đây này, trời ngáo quá cơ các bạn ơi. Đây, mình sẽ qua cái phía này, vứt xe luôn tại đây. Ngoài này nó lại không có gì đặc biệt cả cơ nha em ơi. Đây có một cái quả bom keo nhá. Ok, liệu choán này anh em ơi. Mình sẽ qua phía này coi. Tiếp tục thêm đạn súng trường này quá đã. Ui, một cái pha nhảy lùi đến từ vị trí của Sikao các bạn ơi. Mình sẽ tập nhảy lùi lại con nào. Đây, nhảy lùi nha em ơi, đây đây. Nhảy lùi này. Đây, để mình xem nhảy lùi nào các bạn ơi, nhảy lùi này. Ơ, nãy kiểu quả nhảy lùi này. Đó, nhảy lùi anh em ơi. Chỉnh lại nào, chỉnh lại nào. Phải chỉnh lại đồng hoa đó. Lúc nãy mình nhảy được một cái pha nhảy lùi các bạn ơi. Nào, đây. Bây giờ thì mình sẽ qua cái phía 300, đơn giản là đây có người mà các bạn ơi, nên là qua luôn nhá. Hello các bạn, hình ảnh như 3D là sao hả em ơi? Đấy, hiện tại thì máy kẹo đang bật cái đồ họa là cao nhất mà anh em. Nên là anh em xem thấy ngon không ạ? À? Quá là ổn rồi nhá. Có một quả liệu chó này. Ai liệu chó đi em ơi. Mình làm quả, mình tự làm chó mình, cái đậu xanh. Chạy nhanh các bạn ơi, chạy nhanh các bạn ơi. Ui, may mình ra ngoài rồi em ơi. Tự nhiên mình làm quả liệu chó mình này. Thế thì chịu rồi. Như này ai chẳng hả các bạn. Nào, để xem chắc là mình sẽ đổi qua khẩu súng tự liên MP5 nha anh em. Có được một cái gậy bóng chay này các bạn ơi. Có nên lên trên và cho nó xanh mộ không nhỉ anh em. Kẹo thấy là có một đứa ở ngay phía trên rồi nha anh em ơi. Let's go chơi luôn. Ủa, như vậy thằng này ở mãi tầng 3 cơ. Ôi mày có tầng 3 hả em ơi. Đây luôn. Anh lại sợ chủ quá cơ nào, để coi em ơi. Để coi em ơi. Ủa, nó đâu rồi nha em ơi, nó chạy rồi. Nó chạy rồi các bạn ơi. Ui, ất cun lại làm ngay quả lỗ đứng hình nhá. Hơi bị chán nản với cái Free Fire nha em ạ. Free Fire thì máy mình là một cái máy có cấu hình khá là mạnh nhưng mà nó vẫn đang bị đứng hình cơ. Đó, bị đứng hình suốt luôn nha anh em. Bây giờ là kẹo đang ở trên nóc nhà rồi nhá. Đây, ok, mạng đã kết nối trở lại. Đứng hình nhưng mà vẫn di chuyển được các bạn ơi. Wow, thế người đâu nhỉ? Thằng kia nó chạy mất tiêu rồi. Hình như nó chạy từ lúc mà mình cơ liệu chóa anh em ơi. Đâm ra là ở phía này bây giờ còn ai đâu. Nó lại rút hết đồ nữa cơ. Chán quá nhỉ các bạn. Không sao thì hiện tại cái đã có cho mình được cái mũ 3 với lại cái ba lô 2 nhá. Let's go qua phía này coi. Cùng kẹo đi săn mạng nào nha em ơi. Uầy, bên này không có một ai cả anh em ơi. À đây, mãi chỗ thị trấn phía xa anh em ơi, một có người nhá. Phần này tìm kiếm người hơi vất vả tí, không sao cả anh em ơi. Đây có tận hai đứa luôn. Phía dưới này có một đứa cứ chật thẳng ở đấy nhá các bạn ơi. Bắn súng thì mình chắc là không cần đâu. Ông ấy nhất trang bị lần này. Ui cả đậu xanh, ui cả đậu xanh. Ui em ơi. Đây à, đây à. Đây à, đây à. Đây à, đây à. Ui đây à. Đây à, đây à. Đây à, đây à. Ui đây à. Đang tính cắt sọn nó hơi khó anh em ơi. Đây tính cắt sọn nó đây. Ok. Úi dồi ôi, ai chạy xe vậy? Hay là chạy xe cả ghê vậy? Ui, chạy xe cả. Ui, chạy xe cả. Ui, chú chạy xe với anh cả. Wow, em ơi đứng lại. Em ơi đứng lại này. Ok. Xanh mộ nhà em, anh đã bảo là đứng lại mà không đứng lại cơ. Quấn cho em. Đây kẹo sẽ trang bị thêm cái bom keo này, các thứ này anh em, lựu đạn này.
Tuyệt vời các bạn ơi. Ơ nhưng mà kẻ đổ lộn này. Lộn súng cho nhà mày đây. Khẩu này mới là một khẩu súng đáng chơi nha các bạn nhá. Đây để mình cuốn thêm máu nhưng mà lại gặp cái lỗ đứng hình này. Bắt tở heo. Đứng hình các bạn ơi, buồn ghê ta. Mỗi lần đứng hình thì lại phải tắt bạn đi bật lại cơ. Chán quá như vậy anh em. Đây đây anh em ơi. Ôi ôi. Đây đấy. Cái này nhiều khi là không biết chơi được lúc nào anh em ạ. Cứ kiểu đứng hình như này. Xanh mộ lúc nào cũng chẳng biết được nữa cơ anh em ơi. Ok. Để xem kẹo lượm thêm máu nha anh em ơi. Đây. Kẹo đang còn đó là 5 từ máu này. Tầm 5 từ máu là ổn rồi các bạn ơi. Hello mọi người và chúc mọi người xem live vui vẻ nhá. À sao đoạn này có thêm mấy quả bóng keo nữa, tuyệt vời anh em ơi, ngon. Lại có thêm bóng keo chơi rồi. Ủa. Không sao cả, vẫn loot được thêm đồ nhá. À có cả scope bonus này. Ngon, giảm thanh này. Tuyệt vời anh em ạ. Trang bị này mà không lấy được top 1 nữa thì hơi bị phí nha. Let's go các bạn ơi. Quả đậu xanh. Quả đậu xanh. Ui. Quả đậu xanh. Quả đậu xanh. Quả đậu xanh. Quả đậu xanh. Em ơi. Ui. Quả đậu xanh em ơi. Tính chơi với anh à. Ok. Khá là dễ thì kẹo đã có cho mình được mạng thứ tư rồi nha các bạn ơi. Anh em thấy là có easy không ạ? Quá là easy luôn nhá. Tưởng là đâm được kẹo mà dễ à? Đây. Hiện tại kẹo đã còn một quả bóng keo nữa. Và đây kẹo sẽ ăn ấm nha anh em, là ba củ này. Để coi nào anh em ơi. Bây giờ còn lại là 9 đứa nữa nhá. À đây, ui, à đây, ui à đây, ui à đây. Ok. Cầm Scar sẽ gắt chơi anh em. Sấy phải gọi là quá gắt luôn nha anh em. Trời ơi bạn ơi, tính chơi mình hả bạn ơi. Làm quả anh em bây giờ đã có được mạng thứ 5 rồi anh em ơi. Đây cố gắng lượm thật nhiều bom keo nhé các bạn nhé. Bom keo nó là một cái trang bị vô cùng là cần thiết luôn nha các bạn ơi. Nào let's go. Cùng kẹo đi xem mạng nào anh em ơi. Đây. Bây giờ là còn lại 8 đứa nữa nha các bạn ơi. Nào cố gắng kêu nốt 8 đứa lấy luôn top 1 nào. Kẹo sẽ chạy qua phía này thử coi anh em ơi. Không hiểu sao ngày hôm nay thì kiếm người khó khăn quá nhỉ các bạn ơi. Bây giờ là chưa thấy ai cả này. Đậu xanh. Hello tất cả mọi người. Wow. À đây rồi. Đây rồi các bạn ơi. Một đứa ngay phía dưới này. Nó đang chạy đến lúc thính này anh em ơi. Có xe à? Mặt thật chắc à? Ui. Mặt thật chắc à? Xuống xe mày. Ui. Xuống xe mày. Ok xanh mộ này em. Ui ui. Mình đang ở trong vùng Danger anh em ạ. Chạy nhanh, chạy nhanh. Chạy nhanh không đai các bạn ơi, mình đang ở trong vùng Danger mà. Căng ở nhà. Như này thì kẹo sợ quá rồi các bạn ơi đây. Mình sẽ nhanh chóng ra ngoài này và mình sẽ lên xe cái đã. Đây cùng kẹo đi xem mạng nào anh em ơi. Hello anh em. Chúc tất cả anh em xem live vui vẻ nhá. Còn lại 6 thằng nữa ở trong cái ván đấu này các bạn ơi nào. Bây giờ quan trọng là để xem là 6 thằng nữa đang ở đâu này. Đấy. Săn ốt cho nó rồi là lấy top 1 luôn. Ngại gì hả anh em. Vâng nhưng mà hiện tại thì kẹo mới chỉ có đó là 10 mắt xem. Hơi ít phải không anh em. Đơn giản là mới kêu được có 6 mạng thôi mà đây. 6 thằng nữa thôi. Uầy, mình sẽ lượn lờ quanh cái khu này coi các bạn ạ. Để xem là cố gắng kiếm được vài cái mạng cuối luôn. Ngoài đấy không có ai anh em ơi, nhưng mà có thính này các bạn ơi. Uầy, SVD. Thôi kệ vậy. SVD thì kẹo không có cần các bạn ơi. Nên là mình sẽ bỏ lỡ mấy cái khẩu súng SVD nha. Chắc là mình sẽ nên lên à đâu. Uầy. Phía sau có người à. Đang định qua đảo bên kia các bạn ơi. Cái đậu xanh, ui. Cái đậu xanh này, ui. Cái đậu xanh này, ui em ơi. Vỡ đầu cho em ơi. Ủa ra này. Ngon.
Đây ngon này các bạn ơi, có súng ngon gì nhá. Như này thì quá ổn rồi nha em ơi. Đây, chắc là mình sẽ thử qua đảo bên kia coi. Tôi nghĩ là đảo bên này có người nha anh em ơi. Đây, let's go. Còn lại 5 thằng nữa nha anh em. Và bên này làm quả có tận 2 tính cơ. Ui, có lẽ hơi cao đấy. Mình sẽ lượn qua cái tỉnh bên phải trước nhá. Không có ai cả. Thế lại lượn lờ qua cái tỉnh bên trái coi anh em ơi. Bên kia còn cầu không vậy? À bên kia vẫn còn cầu nha anh em ơi. Đây. Nhưng mà cái cầu này nó lại ok, hơi bị xa ấy. Không sao cả, bây giờ là chạy máu. À đâu, chạy bon luôn anh em ơi. Nào, vẫn kịp đây, đổi xe mới là ok nhá. Đổi qua con xe này chạy ba trái luôn, let's go anh em ơi. Xe này thì chạy tốc độ bàn thờ rồi nha bạn. Nào, chúng ta sẽ chuẩn bị quay trở lại cái đảo chính nhá. Mấy chỗ này kẹo chạy qua không thấy ai cả này. À, một thằng chơi súng bắn tỉa nha anh em ơi. Từ từ, thế thì kẹo sẽ vào bò chơi anh em ơi. Vào bò trước mặt sơn rồi nha. Đây đây, chạy theo cái đường cầu chỗ ok nhá. Nào, chạy theo đường cầu chỗ ok nha các bạn ơi. Let's go nào anh em ơi. Đó, đang còn đầy 200 trên 200 máu luôn này. Rồi để coi. Ui, thằng nào, thằng nào thử đu dây qua nào. Hey, ui, chưa có ai đu dây qua cả. Ở đây, ở đây. Mày chết với anh rồi, mày chết với anh rồi, mày chết với anh rồi nhá. Mày chết với anh rồi nhá, ui. Mày chết với anh rồi nhá, ui. Ui, mày chết với anh rồi nhá. Xanh mộ cho em, anh đã bảo rồi mà. Anh đã bảo rồi mà không nghe cơ đây. Lên xe nào các bạn ơi, vừa lên xe vừa cột máu luôn nha. Nào, còn lại có 2 đứa nữa là chúng ta đã được lấy top 1 rồi nha em ơi. 2 thằng nữa đang ở đâu vậy đây? Bây giờ kẹo sẽ tìm 2 đứa còn lại nha anh em. Úi dồi ôi. Nào, để coi. Ui, à, kẹo thử chạy qua phía này coi nào. Chưa thấy, chưa thấy các bạn ơi. Chưa thấy được hai thằng cuối anh em ạ. Nào, trời ơi, chúng nó vừa kêu nhau rồi các bạn ơi. Đây, bây giờ trang bị luôn nòng súng 3 vào nhá. Để coi xem là hai thằng cuối đang ở đâu nào. Ui, à, cái gốc cây lúc nãy các bạn ơi. Vòng lại, vòng lại, vòng lại nào. Ui, em ơi, em ơi, em ơi, em ơi, úi dồi ôi, thanh niên này. Giang phải bo ra nhé, trời ơi. Thanh này, ok. Tèn tèn, như vậy là kẹo đã được nhân giống rồi nha anh em ơi. Khá là dễ phải không mọi người? Và như vậy ở trong cái trận đấu này thì kẹo đã được top 1 với 9 kill rồi nha các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.